chú xem được hả con? nè chú xem đi. sao không tàn ca còn ở đây làm gì? À, dạ bác mới tới. tàn ca rồi sao không về đi? còn đứng đây làm gì? Con cũng đang chuẩn bị về đi mẹ Anh sang quân tôi xin phép về trước ha à, được Cô về đi Giờ rùm về cẩn thận nha con Dạ con thưa chú con về Đi con Mẹ vô đi mẹ Giờ rùm mà con không được chuyện cớ nhớ chú rồi chạy tới đây nữa biết chưa sao vậy ngoại còn tại sao cái gì chứ ngoại nói không được là không được mẹ bởi vậy mẹ mới kêu con mau chóng xin nghỉ làm giùm đi con về đây mẹ cũng quay lại dọn dẹp tiệm rồi về đi mình đi thôi con à hay là chúng ta đi thêm một vòng nữa rồi hắn vô mình mau vào nhà thôi em còn phải dịch tài liệu vậy à, để anh phụ dịch với em nha anh cũng biết dịch sơ sơ chứ bộ em đã nói rồi mà sẽ không nhận sự giúp đỡ của anh cơm đông đâu đừng vậy mà su Dương, chúng ta kết hôn được không <laughs> mà cái gì kết kết hôn bộ em không muốn kết hôn với anh sao không phải anh tưởng kết hôn là trò trẻ con sao chúng ta vẫn chưa chuẩn bị gì hết mà có 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 gì để chuẩn bị đâu cứ sống với nhau trước đi rồi từ từ tính thôi đi ít nhất cũng phải đợi ba năm nữa ba năm lận hả ba năm nữa em mới trả hết đống nợ của ba em lúc đó mới kết hôn được nếu như có anh phụ với em thì chỉ cần một năm rưỡi là trả hết rồi em sợ sau này sẽ sinh ra một đứa con giống như anh quá đúng là sợ thì anh nè anh thì sao chứ hả ôi ừ. trời con giống anh thì có con sao thì anh chính là loại con cái mà cha mẹ không trông mong được đền đáp hay là hiếu thảo ờ à, à, anh anh sao hai đứa làm gì vậy ủa mẹ 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 mới về hả dạ thưa bác mới về ừ. mẹ mẹ mệt rồi vô vô nghỉ ngơi đi mẹ Nhưng mà hai đứa đang hẹn hò hả? Ừ, ừ, ừ. hai đứa đang quen sao? Dạ, hai tụi con đang hẹn hò thưa bác. Con nói không thích cùm đông là thợ làm tóc kì mà. Dạ, bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Bởi vì cùm đông càng ngày càng tiến bộ hơn. Còn con cùm đông? Ơi, ừ, mẹ hỏi con cũng bằng thừa thôi. Cái gì? À hỏi con thì cũng vô ích thôi Bởi vì con rất thích sư Dương Đúng là mẹ nuôi con uống cơm uống gạo Thà là hồi đó để trứng gà trứng vịt Chỉ còn hơn à. Thấy chưa Em nói có sai đâu Như vậy thì càng tốt Bây giờ mình có thể yên tâm nắm tay rồi Đúng không <cười> <cười> Em không biết hẹn hò với người không hiểu chuyện như anh là đúng hay sai nữa. À. Nè, chân Xu Dân. Xu Dân hả? Xu... Ôi. 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 <cười> <cười> Bà lại theo giám sát Công Hy nữa sao? Ê, thôi đi, tôi không muốn nhắc tới nữa bà cũng thiệt tình đã kêu à. mặc kệ đi mà nói như vậy là ông cũng biết hết rồi hả cùm đông và su dân đang hẹn hò bà đã biết rồi sao quen đứa như su dân là tạ ơn trời đất rồi tạ ơn trời đất cái gì bộ con mình tệ lắm hay sao su dân nó mắc nợ đầy đâu kìa thì ngoài đóng nợ đó ra nó là giáo viên ngoại ngữ còn gì tóm lại là tôi không thích con bé su dân này cảm giác nó xem cùm đông giống như thằng ngốc Bà lại nữa rồi, thiệt tình. Con bé coi cơm đông là thằng ngốc hồi nào đâu chơi. Bà lúc nào cũng nhìn con bé bằng cặp mắt dò xét, su dên tốt lắm đó bà. Dựa vào sức của mình để trả nợ cho ba nó là một đứa rất có tinh thần trách nhiệm à. đời nó trả nợ xong rồi tính. Bà thiệt tình, con người không có chút tình cảm gì hết trơn hết trội. Ông đừng có đâm chọt tôi nữa. Bây giờ tôi đang bực mình, đụng tới là tôi cắn đó. <laughs> <laughs> nhìn đẹp ha chưa trâm có thích không vậy hả con dạ con cũng thích lắm luôn <laughs> mẹ kể chuyện cổ thích cho con nghe ha dạ thôi con buồn ngủ hả dạ cũng hơi hơi thì được rồi con ngủ đi để mẹ dỗ cho con ngủ nha nhưng mà bà ngoại tại sao lại dọn chú ở nhà hàng vậy sao? hả sao bộ con nhận thấy bà ngoại đang giận chú sang quân hả dạ lúc nãy con thấy bà ngoại rất là đáng sợ Giờ rưm mà không có gì đâu con Tại sao bà ngoại lại giận chú ấy chứ Chú ấy tốt tới như vậy kì mà Con thấy chú nhà hàng lắm Vậy hả Mẹ cũng thích chú ấy đúng không Chú là người tốt mà Ai lại không thích Thôi con ngủ đi Con có thể tự ngủ một mình được mà mẹ Vậy hả Con trai của mẹ lớn lắm rồi nè <laughs> Vậy mẹ ra ngoài cho con ngủ nha Mẹ chúc con ngủ ngon Ngày mai gặp lại ha Dạ cần tắt đèn không con dạ không vậy đợi một lát nữa giờ rươm ngủ tự tắt đèn nha dạ Alo dơ râm hả Chú vẫn chưa ngủ ha chú Chú chuẩn bị ngủ nè Còn dơ râm thì sao Con cũng vậy Con không chịu đi ngủ Là để gọi điện thoại cho chú đó hả Dạ Sao vậy Tại vì con sợ Chú sẽ cảm thấy buồn Dơ râm sợ Chú cảm thấy buồn sao Nhưng tại sao Con nghĩ là chú đang buồn nè hồi nãy con thấy bà ngoại rất dữ với chú bởi vậy con sợ chú cảm thấy buồn cho nên mới gọi điện ăn ủi chú sao con nghĩ vậy hả dạ à, giờ trùng giống ai mà tốt quá vậy biết quan tâm người khác lại còn ấm áp nữa bởi vì con không muốn nhìn thấy chú buồn thôi Cảm ơn con dơ mà. Thật ra chú cũng giống như con vừa nói có hơi buồn một chút. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Vì có dơ rơm ăn ngủi chú đó. Có thiệt không chú? Tất nhiên là thật rồi. Con có thể gọi cho chú nữa không? Tất nhiên. Con gọi lúc nào cũng được hết. Vậy bây giờ con chúc chú ngủ ngon nha. Dơ rơm cũng mơ giấc mơ đẹp nha. Ngủ ngon nha con. Dạ yeah. à. Ôi trời ơi, con cái nhà ai mà nhìn đẹp trai gì đâu á Càng nhìn càng thấy giống sang quân <laughs> Bà đang coi cái <laughs> gì đó Ôi trời hết hồn Ôi trời ơi, ông vô thì phải lên tiếng chứ Có bữa làm tôi đứng tim luôn đó Hey, tại bà tập trung vào cái điện thoại quá Đang coi cái gì đưa tôi coi với À phải hình thằng bé Bà đau từ trên mạng xuống hả Ờ. Ừ uhm. Đưa đây tôi coi với à, Thôi có gì đâu mà ông đòi coi chứ Thiệt tình à. Trời đất Cái bà này ích kỷ quá trời À À Nói nghe nào Hình của thằng bé trong điện thoại của bà nhìn nó cũng dễ thương ghê ha hả bà nói là đau từ trên mạng xuống tôi lại thấy là giống như tự chụp hơn đó ừ uhm. vậy là ông đã coi trộm điện thoại của tôi hả à thì tại bà cứ không chịu cho tôi xem tôi tò mò lên xem thôi bà nói xem trộm khó nghe quá còn trước mặt con rể mình nữa ba này thiệt à không ngờ ông lại như vậy tự tiện lấy điện thoại của người khác xem như vậy là xâm phạm vào chuyện đời tư Bà chứ đâu phải ai khác. Vợ chồng với nhau thì có làm sao đâu. Cho dù là vợ chồng thì cũng phải tôn trọng đời tư của nhau. Cho dù là vợ chồng thì cũng phải tôn trọng đời tư của nhau chứ. Giữa vợ chồng với nhau thì không được có bí mật. Cháu rễ hành tỏ vẻ vậy là sao? Con tỏ vẻ gì cô? Ờ à, thì nhìn con giống như đang cười nhạo ai đó. Con sao? <laughs> không có đâu cô ạ. à. Con đang cười mẹ đó hả? Dạ không, con đâu dám chứ. Cô Út cô nói đi. Lúc tôi đang nói chuyện, Trinh Hồ đã cười nhạo tôi hả? <laughs> không có gì đâu chị à. Chắc do vợ em đã nhìn lầm thôi chị. <laughs> Đúng rồi đó mẹ, đừng du quan cho người tốt. Chúng ta cứ yên lặng mà lo ăn cơm thôi. Con mà dám làm như vậy một lần nữa thử coi. Bà đừng có nói con rễ hàn nữa, lo ăn cơm của bà đi. Suy cho cùng thì chuyện này là tại ai mà ra? tự nhiên ông đi xem trộm điện thoại của tôi để làm cái gì chứ tôi nói rồi lần này là ba sai rồi <laughs> thấy chưa con đang cười nhếch mép đó con làm sao hả cô ê thôi mà bớt giận đi lần này tôi đã sai rồi Ừ? không phải tôi đang giận ông đâu mà tôi đang vợ con rể han thôi vậy hả <laughs> nhưng mà thằng bé đó là ai vậy con của người quen hả sao theo ông thấy nó cũng dễ thương hả vừa nhìn là đã lọt ngay vào mắt tôi giờ thì tôi đã hiểu tại sao bà lại mê thằng bé tới như vậy <laughs> là ai vậy Ê, trời ơi còn ai nữa chứ nó chính là con của Sang Quên Là cháu nội của ông đó Rốt cuộc là ai mà bà nhìn tôi như vậy à, không có gì đâu mà Tóm lại Chúng ta phải mau chóng có cháu nội ừ, Kêu Sang Quên với Xuân Cung mau làm đám cưới đi Ông cũng phải lựa lời mà khuyên nhủ Sang Quên chứ à, Nhưng mà Sang My Tới giờ vẫn chưa có tin gì hả Chuyện này chỉ có trời đất mới biết Ôi. À, còn Rể hành không biết làm cái gì nữa Hmm. anh Chun hô à anh ráng tiết chế cảm xúc lại đi đừng có để cho mẹ ghét anh nữa à, trước đó mẹ bắt anh gỡ bỏ mật khẩu mở khóa điện thoại bao giờ chỉ mới xem hình trong điện thoại mà mẹ đã giận xanh mặt tía tay nhảy động lên như vậy mà được sao vậy là anh đã cười mẹ em thật hả anh có hả trong những tình huống như vậy, anh chỉ chiến tỏ lập trường của mình thôi. Anh không làm gì sai cả. Anh đáng kiềm chế đi. Chứ chọc giận mẹ em không có lợi cho anh đâu. Em cũng nói mẹ vợ cũng đừng kiếm chuyện chọc giận anh nữa. Anh đi làm đi. Chừng nào con mới nghĩ làm. Mẹ à vẫn đang tìm người khác thay thế con hả nếu cậu ta muốn thuê người thì phải dán bản thuê người ở ngay trước cửa tiệm chứ vậy mới tìm được đang kéo dài thời gian đó hả cả con cũng vậy cậu ta cũng không vậy không phải như vậy đâu mà mẹ xin mẹ tin tưởng con một lần đi được không vậy thôi con vào làm đi thì không hiểu nổi con nhỏ này nó nghĩ cái gì nữa Oh! <laughs> sao em lại làm vậy chuyện gì chứ chuyện em nhận được lời mời đảm nhận nữ gia chính của loạt phim ngắn cơ hội tốt như vậy tại sao em lại từ chối chứ không phải là em cố tình muốn từ chối đâu vậy thì tại sao em không biết nói sao nữa em hãy tỉnh táo lại đi công chu à Bây giờ đó là cơ hội tốt để em có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng đó. Anh tin là em hiểu lời anh nói. Anh đi về trước nha. Ơ trời đất ơi Ủa, cô bị sao vậy Tỉnh lại đi cô Cúm chú à Ôi <laughs> Cúm chú cô, Cúm chú Em bị sao vậy Cúm chú tỉnh lại đi cúm chú Đỡ cổ lên lưng giùm tôi à, Dạ dạ Cúm <laughs> chú Em hãy tỉnh lại đi Cúm chú Hả à, Cậu nói cái gì Cúm chu Bị ngất xỉu ở ngoài đường hả Cái gì công chu bị ngất xỉu sao? À chị ba bị xỉu hả mẹ rồi sao đang ở bệnh viện nào bị chứng trở ngại sau khi tổn thương hả đúng rồi chúng tôi phải làm về xét nghiệm nữa thì mới biết được nhưng mà theo tôi thấy đây là triệu chứng trở ngại sau tổn thương điển hình do bị khủng hoảng tâm lý dạ ơ ờ, cảm ơn bác sĩ công chua à Dạ, chào hai bác. Sao cậu lại ở đây? Bây giờ chuyện đó có quan trọng không? Ờ, cậu sức hô mà nó bị sao vậy? Tại sao cung chu lại ngất xỉu? Dạ, bác sĩ có nói với con là cung chu mắc chứng trở ngại sau tổn thương do khủng hoảng tâm lý thời gian dài mà ra. Khủng hoảng tâm lý? Ờ, nghe nói căn bệnh này sẽ làm người ta khó thở. Nhiều khi còn rơi vào trạng thái ngừng thở như là chết giả vậy á. Dạ, chính là như vậy. Cơm chu bị mắc căn bệnh này sao? Dạ. Bây giờ chúng tôi cũng đã tới rồi. Cậu sốc hồ về đi, để chúng tôi coi nó cho. Bác gái à? Đã kêu cậu về đi mà. Dạ. Cơm chu, cơm chu à? hai mươi triệu quân chỉ riêng tiền lời đã lên tới hai mươi triệu quân ô oh, làm sao bây giờ đây ai oh, 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 oh. à, alo chủ tịch bác hả tôi vừa mới kiểm tra tài khoản xong dạ tôi cám ơn ông rất là nhiều mà hôm nay tôi muốn mời ông đi ăn trưa không biết ông có thời gian hay không Dạ bây giờ tôi sẽ đi liền nè dạ trời ơi ô ừ. 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 Đã nói là để tôi mời bà rồi mà. Ồ, oh, đâu có được. Tôi vừa kiếm được 20 triệu tiền lãi mà. Tất nhiên phải để tôi mời ông mới đúng chứ. Tôi nhớ ra một câu nói của người xưa. Không biết nhớ ơn là loài cầm thú. Cầm thú. Sao vậy? Lần đầu tiên tôi gặp một con cầm thú đẹp tới như vậy đó. Ồ, oh, chủ tịch bác thiệt tình à. Nhưng mà chủ tịch à... Tôi cũng có nỗi khổ tâm đó ừ? Khổ tâm gì? Tôi muốn đầu tư thêm nữa cho chủ tịch bác Nhưng mà lại không có cách nào Bây giờ bà đã đầu tư 300 triệu Còn muốn thêm nữa hả? Đó là nếu như có thể thôi oh, Nhưng mà cả ngày tôi suy nghĩ muốn nát ốc Nhưng mà vẫn không đào đâu ra tiền Vẫn còn cách để kêu gọi đầu tư kêu gọi hả Hẹn gặp lại quý khách Anh sang quân à Sau khi mà tôi nghỉ việc rồi Anh định vẫn sẽ làm một mình sao Vậy nên anh mới không dán bản thuê người hả Phải trước mắt là như vậy quả nhiên đúng như lời mẹ tôi đã nói hôm nay cô tính ăn trưa sao nếu cô thấy bất tiện thì để tôi ra ngoài ăn cho à, dạ không bữa trưa hôm nay anh hãy để tôi chuẩn bị cho tôi sẽ làm món mì ý kim chi và cơm trộn hải sản sốt tương đen ha cô chắc chứ dạ thôi anh ra ngoài trước đi tôi làm xong sẽ bưng ra cho à, được Bữa trưa hôm nay thật sự rất ngon Vậy thì may quá rồi Để tôi dọn dẹp rửa luôn cho Anh sang Quân. Tôi Chỉ làm đến hết ngày hôm nay thôi Sau đó sẽ nghỉ luôn Cầm hi à Tôi vốn định sẽ làm cho tới khi nào Có người nào đó tới thay thế Nhưng không phải vậy cho nên hôm nay tôi xin nghỉ luôn Trước sau gì tôi cũng nghĩ Nên có làm thêm vài ngày cũng không giúp ích gì được cho anh sang quân hết Nhất định phải vậy sao Anh uống cà phê hả Ừ Nè Bác sĩ Duyên cũng khéo ăn nói quá chứ Dạ Tôi có nghe cuộc nói chuyện giữa cô và Kim Hy à anh nói chuyện đó hả vì vậy cho nên anh mới không vui vì tôi đã nói như vậy với vợ cũ của anh hả tôi thực sự thấy không vui nói sao thì cùng hy cũng lớn hơn cô đâu thể ăn nói tùy tiện như vậy được chào cô thời gian nhận nuôi càng lâu thì sẽ càng có lợi cho cơm hi đừng có để bọn họ khởi kiện hãy trốn đến một nơi thật xa không ai quen biết sinh sống là được rồi thuê ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được Hôm nay em có rảnh không? Anh muốn nói chuyện liên quan đến dê rừng Dê rừng sao vậy? Nói qua điện thoại không tiện đâu Mấy giờ em tan ca Để anh tới đón em Không cần đâu Anh đừng tới đây Tôi không có gì để nói với anh về dê rừng hết đó. Không phải chị ơi làm ơn tính tiền giùm ờ dạ dạ đây cảm ơn quý khách ạ à. lần sau nhớ ghé nữa ha anh định đi đâu hả sao nghỉ bán sớm vậy cô nói làm hết hôm nay sẽ nghỉ luôn mà nhưng mà rồi sao Thời gian qua Cảm ơn cô đã giấc giả vì tôi cô Kim Hy Thời gian qua Tôi cũng thành thật cảm ơn anh nhiều lắm Anh Sang Quân Hôm nay cũng là lần cuối Tôi sẽ nói ra Những lời mà tôi Đã chất chứa trong lòng Như tôi đã từng nói Tôi có lòng tin sẽ bảo vệ được người yêu. Trước những sóng gió. Anh Sang Quân à. Tôi xin lỗi. Vì không bảo vệ được cô. Không đâu. Cho đến thời điểm hiện tại, anh Sang Quân lúc nào cũng bảo vệ cho tôi. Nếu như mà không có anh, thì có lẽ bây giờ tôi không biết đã thê thảm tới như thế nào nữa. Anh Sang Quân Đối với tôi mà nói Anh chính là một ân nhân Nhiều lúc tôi cảm thấy dù trời có sập xuống Thì anh vẫn luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho tôi Thành thật cảm ơn anh nhiều lắm Tôi cũng vậy Câm hy và chơ Đối với tôi mà nói Là món quà ông trời ban cho Tối hôm qua Jerome Có gọi điện thoại cho tôi Nó nói Sợ tôi buồn nên an ủi Còn nói không thích thấy tôi buồn nữa Vậy sao Tôi không biết Cuộc gọi của Jerome Đã mang đến cho tôi sự động viên rất lớn Sau khi biết tin chi xúc đã chết Mỗi khi ôm Jerome vào lòng Tôi cảm giác như con trai của tôi sống lại vậy đó Giống như hôm qua Tôi được con trai an ủi Thật ra thì dơ rưm nó Nó thích anh nhiều lắm đó anh Sang Quân Như vậy tôi thấy rất biết ơn Lần trước khi chúng ta nhìn thấy sao băng Cô từng hỏi tôi lúc đó đã ước điều gì đúng không Bây giờ anh định sẽ nói ra sao anh đã ước cái gì vậy hả Tôi ước cô Cẩm Hy và Dơ Rung Hai người sẽ được sống hạnh phúc Vì điều đó Cũng là hạnh phúc của tôi Anh Sa quên à bước luận sau này có đi đâu Cô Nhất định phải hạnh phúc nha bởi vì đó cũng là hạnh phúc của tôi chắc chắn rồi cả tôi và dơ sau này nhất định sẽ hạnh phúc và anh sang quên cũng phải sống hạnh phúc như vậy nha có được không